Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Nguyên. Ở video lần này, Nguyên sẽ đem đến cả nhà những phút giây thư giãn với các loài hoa nở mùa tháng 5 ở Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là hoa hồng, và sau đó mình sẽ ăn cherry đầu mùa. Đây là một trong những loài hoa rất được ưa chuộng để trồng làm bờ rào ở Thổ Nhĩ Kỳ, tại vì cái màu hồng phấn rất là dễ thương và cái thân nó leo theo cái bờ tường, bờ rào á, cho nên là nó sẽ phủ kín luôn cái bờ rào của mình. Còn loại hoa hồng nhung này để làm cái cổng bờ rào á, ở xóm mình rất được ưa chuộng luôn, rất là nhiều nhà dùng cái cổng bờ rào bằng cái cổng hoa hồng nhung như thế này. Còn loại hoa tím này thì mình hay gọi là thảm hoa tím, tại vì mọc theo thảm á, nhìn rất là thích. Ở Thổ Nhĩ Kỳ thì bắt đầu từ giữa tháng 5 á, là các loại hoa hồng đồng loạt nở rộ luôn. Ở trong xóm mình hầu như nhà ai cũng có hoa hồng hết á, đủ loại màu sắc luôn, từ màu trắng nè, màu hồng cánh sen nè, rồi đa màu nè, nhiều màu pha trộn á. Đây là hoa hồng vàng có pha lẫn màu đỏ. Nhìn rất là dễ thương ha cả nhà. Trong các loại hồng thì mình thấy hoa hồng nhung á, là giữ được hoa lâu nhất. Còn những loại hoa màu khác mà cánh nó mong manh á, thì nó sẽ nhanh tàn hơn. Ví dụ như là loại hoa trắng này nè. Ví dụ như những cái cổng hoa hồng nhung này nè, giữ được rất là lâu. Tại vì một cái hoa hồng nhung nở ra là giữ được hơn nửa tháng rồi, mà trên những cái chùm hoa hồng này còn những cái nụ nữa. Do đó là qua hết tháng 6 thì những cái cổng này vẫn nhìn đẹp. Đây là loài hoa lavender, hoa rất là thơm, nhưng mà cái mùi thơm của lavender lại là mùi đuổi côn trùng muỗi gián, do đó là người ta hay trồng trước bờ rào để ngăn côn trùng muỗi gián xâm nhập vào nhà. Đó, không ít thì nhiều, hầu như nhà ai cũng có trồng hoa hồng hết á, chứng tỏ là người Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất là thích hoa hồng. Tuy vậy thì quốc hoa của Thổ Nhĩ Kỳ là tulip chứ không phải là hoa hồng. Theo quan sát của mình á, thì mình thấy là hoa hồng mà cánh mong manh, mịn á, thì sẽ có mùi thơm hơn là cái hoa hồng nhung, cánh nó cứng á. Còn loài hoa này thì mình chưa biết tên nhưng mà nó nở rất là lâu và màu đỏ này cũng rất là tươi ha cả nhà. Còn hoa hồng màu pastel này á, mình mê mẩn luôn á, rất là thơm luôn, nhưng mà mấy con ong bướm nó vờn quanh nó chích liên tục. Còn đây là hoa cúc nhí màu vàng, hoa cúc nhí màu vàng này rất là mạnh mẽ luôn, và mùa đông nó vẫn nở mà vàng rực như vậy đó. Em hồng nhung này là trong vườn nhà mình nè cả nhà, nửa tháng rồi vẫn tươi như vậy đó. Còn những em hồng này thì nó sẽ nhanh tàn hơn, nhưng mà nhìn rất là đẹp ha. Và cái thảm hoa trắng này là hoa nhài sao đó cả nhà. Vào độ cuối tháng 5 là hoa nhài sao sẽ bắt đầu nở đồng loạt luôn. Nhà hàng xóm này thì có một bụi hồng màu tím pastel nè, rất là dễ thương. Còn đây là khóm hồng nhung, màu đỏ rất tươi luôn và nở rất là lâu. Mùa này mình đi đâu mình cũng thấy hoa hết đó cả nhà. Hoa này mình cũng chưa biết tên luôn. Mình có tra lên cái app về hoa nhưng mà nó ra tới 7-8 đáp án luôn cho mình không có lựa được. Còn đây là khóm hoa hồng màu rất là đặc biệt hết cả nhà. Có pha một chút màu neon cho nên nhìn rất là chói. Thềm nhà có hoa là đây. Đang là mùa dịch, bên mình vẫn còn đang phong tỏa, cho nên là các phòng tập gym là không có mở cửa.
mình hay đi bộ hay chạy trong cái khu này nè. Do đó là hoa đẹp cũng là một động lực để mình thường xuyên tập thể dục hàng ngày luôn. Nhà này còn bắt nguyên cả một cái giàn sắt để cho hoa hồng bắt đầu leo ra nè. Còn đây là khu vực thơm nhất nè. Mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài sao kết hợp với mùi thơm ngào ngạt của hoa hồng nè. Những cái loài hoa hồng này là màu rất là nhã. Trang trí đám cưới kiểu vintage thì rất là hợp luôn đó. Đây là mình đi chưa hết cái khu này đó cả nhà. Mà thấy nhà ai cũng có hoa và hoa nó đang nở bung á, nhìn rất là đẹp. Cho nên là mình cứ đứng ngắm mãi thôi. Thời gian đứng ngắm là cũng bằng thời gian đi thể dục đó. Còn hoa lavender này thì mình xin phép hái một ít để về làm trà tươi. Trà hoa oải hương này á, uống rất là tốt cho sức khỏe, giúp giấc ngủ rất là ngon. Nguyên sẽ chia sẻ sâu hơn về món trà thần dược này ở những video clip tới. Và đây là con đường không thể bỏ qua mỗi khi tập thể dục của mình đây. Cái thảm hoa tím này đó cả nhà, đây là đang buổi trưa cho nên là nó nở bung ra như hoa cúc nhí vậy đó. Nhưng mà khi mà mình đi buổi chiều á, là nó khép cánh lại, khép cánh hoa lại, giống như là khép cánh để ngủ vậy đó. Cho nên là nó sẽ nhỏ lại. Hoa hồng vẫn là loài hoa chiếm ưu thế của mùa cuối tháng năm này, đồng loạt nở bung khắp nơi. Đây là vàng oải hương lavender đó cả nhà, trồng làm bờ rào để ngăn côn trùng muỗi gián xâm nhập vào nhà nè. Còn đây là bụi hồng màu trắng, xum xuê hoa luôn. Hoa hồng giăng ngập lối luôn. Cuối tháng 5 ở Thổ là bắt đầu mùa hoa nhài sao, màu trắng tinh khôi. Đây sẽ là màu làm nền cho các nàng hồng tha hồ khoe sắc. Hoa nhài sao này thì có hương thơm rất là dễ chịu, thoang thoảng. Và cuối tháng 5 ở Thổ cũng sẽ có cherry đầu mùa. Hoa của cây cherry này là nở sau cây hoa táo đó, nhưng giờ thì trái táo vẫn trùng chút nhí, còn trái cherry thì sắp ăn được rồi nè. Mùa cherry tới rồi cả nhà ơi, cherry đầu mùa. 20 lira một ký, 20 lira là 60 nghìn đó. Đó, một hộp này là một ký. Đây là mình mua ở chợ trời nè. Nhưng mà hộp để hình trái tim này nhìn cũng rất là ngọt ngào ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra. Đúng là ở đâu ăn trái cây ở đó thì vừa đảm bảo độ tươi ngon mà lại rẻ nữa. Cherry này được trồng ở tỉnh Izmit của Thổ Nhĩ Kỳ. Họ có để số điện thoại và địa chỉ email luôn. Rất là tươi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu rửa. Ở đây cherry thì rất là rẻ, còn ở Việt Nam cherry rất là mắc. Nhưng ngược lại thì ở đây á, thanh long đó cả nhà, một trái là 150.000, 150.000 Việt Nam đồng một trái mà nó héo queo luôn. Đúng, bởi vậy là ở đâu thì ăn trái cây ở đó vừa tươi ngon vừa rẻ nữa. Ví dụ như là cherry ở Thổ với lại cherry ở Việt Nam thì cherry ở Việt Nam là tốn thêm tiền đi máy bay cho nên là nó mắc, chứ nó không có thêm chất bổ nào hết. Rồi, mình đã rửa xong rồi đây. Xin mời cả nhà thưởng thức cherry của mình nha. Nguyên vẫn còn nhớ vào năm 2017, vào lễ kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10 đó, thì Nguyên mua cherry chỗ cửa hàng nhập khẩu trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 để tặng cho khách hàng. Lúc đó là 900.000 đồng một ký luôn cả nhà. Trời ơi là mắc, lúc đó mình còn không dám mua ăn đâu, mình chỉ tặng khách hàng thôi đó. Như vậy video kỳ này của Nguyên tới đây xin được tạm dừng. Nguyên xin cảm ơn cả nhà rất rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ tới. Xin chào tạm biệt.